Hình ảnh hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín sau vụ ngã xe ngồi thất thần trên cầu. Lộ diện sau vụ ngã xe, thần sắc hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín nhận được sự chú ý của công chúng. Ngày 27 tháng 11, hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín ngồi thất thần giữa đường khiến công chúng xôn xao. Trái ngược với sự hào nhoáng của một nam tài tử đình đám một thời, hình ảnh nam nghệ sĩ ngồi bệt trên cầu khiến dân tình không khỏi xót xa. Chia sẻ về vụ việc, nhạc sĩ Tô Hiếu, diễn viên Thương Tín đang chạy xe trên đường thì thấy choáng váng nên ngã bên vệ đường cầu vượt. Cũng may, ông chạy chậm và chỉ bị ngã nhẹ nên xây sát ngoài da, không nghiêm trọng. Sau đó, ông được người dân đưa vào khách sạn gần cầu vượt ngồi nghỉ ngơi. Sau khi phục hồi, ông gọi cho tôi báo vụ việc để đến đưa về. Hơn một tháng kể từ sự việc xảy ra, mới đây nghệ sĩ Thương Tín đã xuất hiện trước công chúng. Theo hình ảnh mà nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ, anh và nam tài tử đang có chuyến bay đến địa điểm tổ chức sự kiện. Gây chú ý cho công chúng chính là diện mạo hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín. Có thể thấy, so với hình ảnh thất thần trên cầu Hoàng Hoa Thám, thần sắc hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín trông tươi tắn hơn. Tuy nhiên, gương mặt vẫn lộ sự hốc hác và gầy đi thấy rõ. Trước đó, nhạc sĩ Tô Hiếu từng chia sẻ trải qua nhiều biến cố, sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín có phần yếu đi. Hiện tại Thương Tín cũng đã quay lại Sài Gòn vì muốn tiếp tục được đi làm, kiếm tiền. Sức khỏe hiện tại của Thương Tín có yếu hơn trước nhưng không đến mức tiểu tụy. Anh ấy chỉ bị đau chân nên đi lại hơi khó khăn. Nghệ sĩ Thương Tín là một trong những nam diễn viên đình đám của điện ảnh Việt. Những bộ phim làm nên tên tuổi của ông có thể kể đến như Ván Bài Lật Ngửa, Biệt Động Sài Gòn. Tuy nhiên sau thời kỳ Hoàng Kim, nghệ sĩ Thương Tín dần mất hút. Cho đến tháng 2 năm 2021, ông nhập viện vì đột quỵ và gặp khó khăn về kinh tế. Trước hoàn cảnh của nghệ sĩ Thương Tín, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã kêu gọi quyên góp. Sau khi hết bệnh, nghệ sĩ Thương Tín nhận được sự hỗ trợ lớn để tiếp tục cuộc sống. Ông làm shipper một thời gian ngắn sau đó chuyển sang đi hát đám cưới, đóng phim tùy theo tình hình sức khỏe.